Xin chào các anh em. Thì dòng xe tải Howo thì rất phổ biến đối với các anh em rồi. Thì đối với dòng xe tải Howo này nó sẽ sử dụng rất là nhiều hộp, ví dụ như là hộp Bosch, hộp Denso và có khi nó dùng cả động cơ Hino B11C. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các anh em dùng thiết bị FK7D để test vào hộp Denso với dòng xe Howo. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn một chẩn đoán. Diesel Heavy thì chúng ta sẽ chọn một dòng xe là Sinotruk. Xin được chắc chính là hậu bộ. Chúng ta sẽ chọn một loại heavy trước. Chúng ta sẽ ngoài test được động cơ thì nó có thể test được hộp số, body, đồng hồ, phanh. Nếu mà xe chúng ta được trang bị những cái hệ thống đó. Chúng ta sẽ chọn vào động cơ, chúng ta sẽ chọn vào hộp Denso. Thao tác rất đơn giản, các em có thể test để biết được lỗi của con xe hiện tại nó đang báo lỗi như thế nào. Thì con xe này là con xe mới nên hiện tại nó không báo lỗi. Cái mục anh em đang thấy trên màn hình đó là mục data, live data để anh em có thể quan sát được những giá trị cảm biến nó báo về. Rồi, ở mục tiếp theo là position test, anh em có thể test được từng xi lanh bằng việc viết kim. Anh em muốn viết kim anh em chọn cut off, còn không muốn viết nữa anh em chọn stop, quay ra chọn cái xi lanh mà anh em cần viết. Anh em có thể kiểm tra được cái rò rỉ nhiên liệu luôn, trên xe này xem có nó đang bị rò rỉ không, hoặc là kiểm tra hệ thống phanh khí xả coi cái motor nó đóng mở cái phanh khí xả như thế nào. Rồi ở cái mục Special Function thì nó có thể viết lại cái mã động cơ này. Đây là mã động cơ, anh em chọn read parameter chọn cái mã động cơ này. Còn anh em muốn viết thì anh em chọn write. Rồi còn cái mục này là chúng ta hay viết về được cái số khung của xe. Rồi ở cái mục cuối cùng đó là vehicle config, anh em có thể đặt được cái tốc độ giới hạn của xe là bao nhiêu luôn. Xe hiện tại là 120 nè, anh em có thể nhập vào cái giá trị từ 0 đến 120 để thay đổi cái tốc độ tối đa của cái xe của mình. Và khi anh em nhập vào, anh em sẽ chọn Drive Parameter để cái việc nhập được hoàn thành và xe nó sẽ đạt được cái tốc độ như cái anh em mong muốn. Rồi. Thì em vừa giới thiệu cho anh em cái thiết bị FK7D để test cái dòng xe Howo dùng hộp Denso. Và xin hẹn gặp lại các anh em ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt các anh em.